Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sinh tố nho. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta có 200g nho, 30g đường, và đây là đá, và đây là sữa tươi không đường, và đây là sữa đặc, và đây là siro artiso. Bây giờ ta bắt đầu xay sinh tố. Trước tiên ta bỏ nho vào trước. Và ta bỏ đường vào. Và đây là sữa đặc. Mình bỏ vô một muỗng sữa đặc. Và đây là siro artiso. Và đây là sữa tươi không đường. Và sau cùng là đá. Tại vì nho nó khó xay, nó cứng cho nên mình bỏ xuống dưới. Đây là 2 ly sinh tố mình đã xay. Bây giờ mình uống thử. Rất là ngon. Mình mua nho này á, nó không có hạt. Nho Mỹ mà không có hạt. Mình cho cái này là siro artiso. Nếu các bạn và các cháu không có thì cũng được. Cái bông artiso mình làm siro, mình cho vào, nó chua chua ngọt ngọt. Và sữa đặc thì mình cho khoảng một muỗng canh. Còn sữa tươi thì tùy thích, mình muốn cho nhiều thì mình cho nhiều, và muốn cho ít thì mình cho ít. Như vậy là ta đã hoàn thành sinh tố nho. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé.